khán giả thứ hai nâng tầm phong cách. Một sản phẩm đầu tư mang giá trị gia tăng vững bền. Nova World Hồ Tràm, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí giữa lòng thiên nhiên. Cách thành phố Hồ Chí Minh 90 phút di chuyển qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nova World Hồ Tràm tọa lạc tại xã Bình Châu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trái tim du lịch biển của khu vực Đông Nam Bộ. Nơi đây đang thay da đổi thịt từng ngày nhờ chính sách phát triển hạ tầng giao thông và đầu tư du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành kết nối 13 tỉnh miền Tây với Vũng Tàu đã hoàn thiện hơn 70%. Đặc biệt, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khánh thành năm 2025 là sân bay lớn nhất Việt Nam với công suất lên đến 100 triệu lượt khách một năm, sẽ góp phần đưa ngành du lịch khu vực phát triển thần tốc. Sở hữu hơn 300 ngày nắng cùng 30 km đường bờ biển và khu rừng nguyên sinh được bảo tồn gần như nguyên vẹn, vẻ đẹp tinh khiết và thơ mộng của rừng, biển chính là nguồn cảm hứng bất tận kiến tạo nên Nova World Hồ Tràm. Có quy mô 1.000 hecta, gồm hơn 10 phân kỳ được phát triển với sứ mệnh kiến tạo nên một thế giới của những trải nghiệm, những niềm vui. Nova World Hồ Tràm sẽ là nơi để thư giãn và tái tạo năng lượng cho tất cả thành viên của gia đình. Mỗi phân kỳ của dự án sẽ là một điểm đến mới lạ với những trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí phong phú như một hành trình vòng quanh thế giới. Nova World Hồ Tràm hiện đang phát triển đa dạng các sản phẩm như nhà phố thương mại, biệt thự nghỉ dưỡng mặt biển đơn lập, biệt thự song lập, tứ lập, liền kề cùng chuỗi khách sạn do các thương hiệu danh tiếng quốc tế quản lý và vận hành. Chuỗi tiện ích đa dạng và đẳng cấp là điểm nhấn quan trọng tại tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí có quy mô lớn nhất Bà Rịa Vũng Tàu này, bao gồm khu Safari, công viên hoang dã đầu tiên tại miền Nam Việt Nam, công viên nước, hồ bơi nước mặn, kênh chèo thuyền khai giác, nông trại organic, quảng trường biển, khu phức hợp thể thao, dọc theo trục đường chính và các vị trí trung tâm, chuỗi shop house đắt giá quy tụ các thương hiệu nổi tiếng sẽ trở thành điểm nhấn thu hút không chỉ khách du lịch mà cả cư dân địa phương, mang lại sự sôi động sầm uất cho toàn khu, góp phần gia tăng giá trị các second home, hệ thống trung tâm thương mại, khách sạn, resort tại Nova World Hồ Tràm cũng được kỳ vọng đưa nơi đây trở thành điểm đến du lịch đẳng cấp. Liên kề dự án, lá phổi xanh rừng nguyên sinh Bình Châu Phước Bự có thảm thực vật phong phú, cảnh quan đa dạng và khoảng 43 km sông, hồ, suối, nước chảy quanh năm. Đặc biệt, hiện hữu giữa rừng là suối khoáng nóng thiên nhiên với nhiệt độ từ 60 đến 800 độ C, phục vụ cho du lịch trải nghiệm và chữa bệnh. Đến Hồ Tràm, du khách còn được thưởng thức các món hải sản tươi sống đa dạng, được đánh bắt ngay trong ngày, khiến nơi đây thực sự là một khoảng vườn sau nhà chính mà mỗi cuối tuần cư dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận có thể nhanh chóng tìm về. Sở hữu ngôi nhà thứ hai bên bờ biển thơ mộng với sự kết nối thuận tiện đang là xu hướng được ưa chuộng trên toàn thế giới. Second Home Nova World Hồ Tràm chính là điểm đầu tư thời thượng, đáp ứng đúng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, vừa là điểm đến tuyệt vời cho cả gia đình mỗi cuối tuần, vừa là tài sản sinh lời từ cho thuê lẫn giá trị gia tăng lâu dài cho nhiều thế hệ. Thoát ra những bộn bề phố thị, Nova World Hồ Tràm là nơi bạn có thể đắm mình trong thanh âm của thiên nhiên hoang dã và tiếng sóng vỗ rì rào, là nơi để trải nghiệm hương vị cỏ cây đồng nội và đón nguồn năng lượng tươi mới. Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí Nova World Hồ Tràm cũng sẽ góp phần đưa Hồ Tràm trở thành điểm đến du lịch đẳng cấp của khu vực phía Nam, tạo nên chốn nghỉ dưỡng giải trí thiên đường và giá trị đầu tư bền vững. Nova World Hồ Tràm, một sản phẩm được phát triển bởi tập đoàn Novaland.